lời ngọt ngào trên môi, xin người đừng nói ra, rồi lại quên câu yêu bay đi mất theo thời gian. Đừng vội vàng câu yêu khi còn nhiều đôi thay, mà lòng người là ai hay ai biết. Nhà sự kiện của Đen Con Mất Sư Lê Nhà Nghi Ngờ Lòng lọc bên này là lòng lọc gì đó? Trang mừng mong nhé. Cảm ơn bé. Trời ơi, xuất sắc quá. Hát hay nữa chứ. Anh biết chắc đâu chứ. Rồi bây giờ tiếp đến gì ta? Tiếp theo chùa lắm. Thế trái của em còn nhỏ, trái thì bay lớn kìa nào. Cắn ngọc tràn vô lúc. Câu đầu thứ hai nào mọi người? Mọi người cứ chơi đi, thì anh là để chị chơi. Quay qua đây này Ngọc. Camera. Muôn người có con khí khí mãi bên trong của quả. Mọi người ăn chung cái nữa là xong. Mọi người cũng mới lúc lo nãy giờ có mấy người chưa ăn nè.
xem chương trình mọi người thích là hôm nay mọi người được chơi còn gì nữa. Rồi, 1, 2, 3. Có đồng. Có về chuyện xíu coi. Cảm giác yêu em đến em nha. Em bình tĩnh là em làm tất cả luôn. Hay mà ngó em cũng ăn luôn. Thường quá. Rồi, em có gì không? 1, 2, 3. Thường rung rung tay chị luôn nè. Một phát rồi. Rồi, vô. Rồi, sao? Cảm giác sao miếng chanh đầu tiên? Em nhai mới được chứ em đừng lầm. Em đủ rồi, em gặp được rồi. Em không ăn được cái bự, cho một cái nhỏ. Nói chị nhai đi. Nhai đi để biết được cảm giác em à. Ngon không? Không nói gì chứ ngon lắm. Thì dở thôi à. Cho mấy em ăn đồ ngon nha mà. Rồi, em mời bé lên đây. Rồi, bé ăn đi bé. Ổn mà thấy chưa, ăn ngon mà. Không sao cả. Chắc không chua chứ gì chua. Rồi, cảm ơn bạn. Đây ăn rồi, đây ăn rồi. Đây, lên đây. Snoopy Dog nè nha, tôi thấy là chưa ăn là bạn nhâm trước rồi nha. Một bát thanh năm, một bát thanh đã sợ mọi người lắm. Một bát thanh. Cảm giác hôm nay mình sao? Em nuốt luôn rồi đó. Em nuốt luôn miếng chanh thôi. Rồi nhưng mà em rồi sao bạn này nhỏ mà cho miếng chanh bự vậy? Nó có vô được không? Ừ, được. Ừ, được. Đẩy rồi. Nói chung là cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Rồi, thôi mình đi về đi, không có quà đâu. Nói chung có quà đúng không? Không. Ủa, không có quà luôn. Cho vui thôi. Thôi. Dạ, thế không? Không có. À, không có mọi người ơi. Không có quà. Dạ đây, quà đây. À, đây chị Thảo sẽ tặng cho các bạn nha. Của Ngọc.